Hello, welcome to Family and Friends Special English. Today we continue with lesson 5. Okay. Now, before class we have warm up. Yes. I want to you listen again a song. Do you like a song? Yes. Now let's start. Listening 65. Listen and sing. Come and play with me. I sometimes play computer games, I always ride my bike. I sometimes watch a DVD, I sometimes fly my kite. I sometimes snorkel in the sea, I sometimes read a book. I always play my new guitar, I never shop or cook. I sometimes surf the internet, I sometimes watch TV. I always have a lot of fun, so come and play with me. Okay, we continue with new work today. Trước khi bắt đầu cái lesson 5 này, thầy sẽ có một số cái từ vựng mới thầy muốn giới thiệu cho các em. Now, look at the picture and you say, you guess the word and you say with me. After that, I show you answer. That right? Yes, the first. You can see the picture. You can guess the word. Yeah. Đây là một cái hình ảnh mà thường chúng ta thấy trên sân khấu. Một diễn viên hay gì đó, người ta sẽ trang hóa trang ra để người ta nói, thì những người này gọi là gì? Play. Yeah. Play. Play. Play có nghĩa là đóng vai. Từ play không này không phải là động từ, không phải là tụng từ chơi, mà nó nghĩa là đóng vai, đóng một cái vai gì đó thì người ta gọi là play. Next. Do you usually go to there? Bạn có thường đi đến nơi đó không? Nơi này thì chúng ta ngồi dưới nó xem, và phía trên là chúng ta thấy những cái nhạc sĩ người ta biểu diễn. What is it? Concert. 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 All right. Concert là buổi hòa nhạc. Buổi hòa nhạc. Next. He or she play, and then you have other people. Nghĩa là cái người này khi mà người ta hóa trang thành một cái người khác để người ta làm phim, thì người ta gọi là gì? Actor. 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 Okay, actor là diễn viên nam, nam diễn viên. Next. This is the DVD. You can see the DVD. Yeah, đây là cái đĩa DVD. Thì đĩa này về phía bên ngoài cái bìa của nó có chữ shark, nó là cá mập. Thì đây có mình có nghĩa là bộ phim nha. Yeah. Phim. Yes, you guess what word? Em có thể đoán ra từ gì không nào? Movie. 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 Okay, movie có nghĩa là chiếu phim, đặt chiếu phim, that right, movie. Now, next. Yeah. The same, Phương Thanh, Nhật Kim Anh, yeah. What's up? Singer, singer, singer. Yeah, singer. Singer có nghĩa là ca sĩ. Ok, singer là ca. Ca sĩ. Những cái từ vựng mà chúng ta vừa được giới thiệu qua, bây giờ thầy yêu cầu chúng ta lặp lại nha. Play. Play. Concert. Concert. Actor. Actor. Movie. Movie. Singer. Singer. Okay. Now, you all from the book, you listen
and pawn and repeat. Okay? Are you ready? Now you open the book. Yeah. You listen carefully in the pawn. Listening 68. Listen and point. Play. Concert. Actor. Movie. Singer. Actor. Singer. Movie. Concert. Play. Listen and repeat. Play. Concert. Actor. Movie. Singer. Okay. That's right. This is finished the part one. You listen, phone, and read. Repeat. Yes. Next. Part 2. Look at the text where you can see the movie. Hãy nhìn vào bài text. Cái nơi nào bạn có thể xem được phim. Ok. Bây giờ chúng ta là sẽ listen and read. Ha. Phần này thì chúng ta sẽ listen and read là cái nội dung câu chuyện này. Ha. Rồi, The Friendly Dragon. Dragon là gì nào? Dragon là con rồng. Friendly là thân thiện, vậy là cái tựa đề của nó là con rồng thân thiện. Yeah. Câu chuyện story hôm nay là The Friendly Dragon. Yeah. Bây giờ chúng ta, thầy sẽ hướng dẫn cách phân tích một số từ khó trong bài này để chúng ta đọc hiểu và chúng ta trả lời một số phần phía dưới nha. Rồi, The Friendly Dragon is a wonderful. You like wonderful? Yeah, ở đây chúng ta có từ wonderful. Wonderful nghĩa là gì nào? Wonderful là tuyệt diệu, tuyệt vời. The Randy is very wonderful. The Randy is wonderful. Tuyệt diệu, tuyệt vời. New movie. New là mới. At the Showtime Movie Theater. Showtime Movie Theater đây là cái tên rạp hát, rạp chiếu phim ha. In the movie, Thu and her brother. Nhân, visit their uncle. You remember uncle? Uncle là bác. Their uncle live in a big old house. One day, Thu and Nhân find a very big old girl. Find có nghĩa là tìm kiếm, đã tìm thấy. Tìm thấy cái gì đây? A very big, một cái cửa. Old door là cái cửa cũ rồi, ha, cái cửa cũ. They open the door and go into the room. Go into nghĩa là đi vào bên trong. In the room, a small red dragon is hiding. You remember that hiding? Cái từ hiding này mấy em còn nhớ không? Bài trước thầy đã giới thiệu rồi. Hiding có nghĩa là trốn tìm. Thì trong trường hợp này, hiding nghĩa là đang trốn. Dragon is friendly. Thu and Nhân try to hide. Hide là từ gốc của từ hiding. The dragon from their uncle is very difficult. The difficult có nghĩa là khó khăn. Mình làm gì đó, mình thấy nó khó quá thì người ta thường nói đó là difficult. And they on her lots of fun. Adventure. Her lots là có nhiều. Lots of fun. Fun là niềm vui. Adventure là mạo hiểm. Yeah. Cái gì đó, cái trò chơi mạo hiểm, vui vẻ, khám phá những cái trò chơi vui vẻ. The actor, act là hành động, and sing in this movie. Ok, rồi, vừa qua thầy có hướng dẫn cho chúng ta một số từ khó trong cái nội dung bài đọc này. Vậy, nhiệm vụ của các em làm gì? Chúng ta sẽ ngồi lại, viết lại cái từ này vào trong vở tập của chúng ta. Và chúng ta sẽ thực hiện đọc lại và tìm hiểu, sau đó chúng ta quay lên, đọc lại toàn bộ câu chuyện và chúng ta làm thế nào để hiểu được cái câu chuyện đang nói và vấn đề gì.
Ok. Rồi. Nào. Thầy sẽ cho chúng ta nghe và đọc lại nha, nghe theo cái âm thanh của máy. Yes. Now, you look and listen carefully. Listening 69. Listen and read. The Friendly Dragon. The Friendly Dragon is a wonderful new movie at the Showtime Movie Theater. In the movie, Tu and her brother Nhun visit their uncle. Their uncle lives in a big old house. One day, Tu and Nhun find a very big old door. They open the door and go into the room. In the room, a small red dragon is hiding. The dragon is friendly. Tu and Nhun try to hide the dragon from their uncle. It is very difficult, and they all have lots of fun adventures. The actors act and sing in this movie. Okay, now listen again one more time. Listening 69. Listen and read. The Friendly Dragon. The Friendly Dragon is a wonderful new movie at the Showtime Movie Theater. In the movie, Tu and her brother Nhun visit their uncle. Their uncle lives in a big old house. One day, Tu and Nhun find a very big old door. They open the door and go into the room. In the room, a small red dragon is hiding. The dragon is friendly. Tu and Nhun try to hide the dragon from their uncle. It is very difficult, and they all have lots of fun adventures. The actors act and sing in this movie. Rồi, ok. Chúng ta xem là một số cái từ thầy hướng dẫn cho chúng ta đọc nha. Ở đây có từ wonderful, từ uncle, từ find, go into, hiding, từ hide, difficult, adventure, adventure, act. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta đọc hiểu cái bài này cho thầy. Sau đó chúng ta xuống dưới phía dưới, chúng ta trả lời các nội dung phía dưới ha. Bên dưới thì đây là nội dung read again and answer the question. Nhìn như chúng ta làm gì? Khi chúng ta đã đọc được câu chuyện phía trên rồi thì chúng ta sẽ quay xuống đây và chúng ta sẽ viết lại những cái câu answer the question, trả lời câu hỏi. Ví dụ number one, do Tu and Nhun visit their grandpa? Ở đây người ta trả lời là no. No. Như vậy là nhiệm vụ chúng ta làm gì? Đọc tất cả các câu hỏi phía dưới này. Tìm kiếm thông tin tại trong story trên này. Để coi nó có trùng khớp hay không. Nếu trùng khớp thì chúng ta là yes. Và không trùng khớp thì chúng ta nói là no. Ok. Rồi bây giờ thầy yêu cầu tất cả các em chúng ta bắt đầu ngồi lấy giấy viết rồi chúng ta thực hiện nha. Sau đó thầy sẽ show được cái đáp án ra. Rồi. Chúng ta có thể bấm dừng video lại rồi chúng ta làm. Sau đó chúng ta next, play next. Rồi, number 2. Do they find a door? Do they find a door là gì? Họ tìm thấy một cánh cửa. Họ là ai? Họ tìm thấy một cái cửa. Ở trong trường hợp này chúng ta xem coi. Họ có thấy cái cửa không nào? Yes. Tu and Nhun find. Yeah, find. Thấy chữ find à? Ở đây chúng ta xem đây có động từ find. Thì chúng ta lên đây chúng ta tìm những cái từ mà liên quan đến nó. Đây là cái từ find. A very big and older. Tìm một cánh cửa lớn. A very big older là một cánh cửa. Yeah. Như vậy trong trường hợp này chúng ta xem coi. Yes or no. Do they find a door? Yes or no. Thì cho nên ra là yes, ok. Chúng ta đã tìm thấy rồi. Door. Yes, vậy chúng ta sẽ ghi lại là yes. Sorry. Wait me. Yes. Yes. Okay. Number 3. Is the dragon in the garden? Con rồng thì ở trong khu vườn phải không? Rồi chúng ta lên đây tìm kiếm về cái từ liên quan đến dragon.
Rachel Rothman movie at the Sotheby's movie. In the movie, Thu and her brother John visit their uncle, then probably in a beach house. One day, Thu and John find a very big odor. They open the door and go into the room. In the room, a small red dragon is hiding. Đây, liên quan đến cho dragon này. A red dragon is hiding. Thì như vậy là trong khu vườn có một con rồng. Yes or no? Ở đây nó là khu vườn. Và trong mình thấy là con rồng nằm ở đâu đây? A small in the room. In the room. No dragon. Vậy nó là no. Ok. No. Trong trường hợp này là no. Okay, sorry. No. Next. Number 4. Do they try to hide the dragon? Họ cố gắng trốn con rồng phải không? À, họ là ai? Thu và Nhân nha. Cố gắng trốn này. Ở đây có động từ là try, vì chúng ta tìm hiểu cái chữ try ở phía bên trên là chỗ nào đây. Đây, có phải là từ này không? Yes. Try. Thu and Young try to hide the children from uncle. Yes or no? Yes, try to hide là cố gắng trốn con rồng. À, trốn rồng. Vậy câu này là yes, ok. Rồi, ok, number 5. Is the movie sad? Bộ phim thì buồn tẻ, phải không? Ta xem lên phía trên, coi bộ phim này có buồn hay không nha. The film... Yes, trying to sing in the movie. The movie is sad. Ở đây chúng ta nhìn thấy coi có từ nào là sad không? Ở đây có từ wonderful, tuyệt vời. Friendly, con rồng thân thiện thì tuyệt vời. The movie at the Sota movie theater. Đây. They all have lot of fun. Fun là vui vẻ. Yeah, fun có nghĩa là vui vẻ. Chúng ta có từ fun là vui vẻ. Thì vui vẻ thì làm sao mà có việc mà sad được, phải không? Sad rồi là buồn. Vậy là câu phía dưới là ngược lại cái ý phía của câu chuyện như là chúng ta sẽ ghi right là no, ok. It is no. Sorry. Not đẹp. Is the movie sad? No. It's very fun. Yeah. The next six. Do the actors sing in the movie? Những diễn viên hát trong phim phải không? Rồi, chúng ta xem từ ở đây là có từ sing gì lên đây nào? Đây sing. Yeah. Sing là hát, vậy actor là gì? Là những diễn viên hát những hành động và hát trong bộ phim này. Vậy là yes, ok. Yes, ok. Yes. Rồi, ok. Như vậy là qua phần six sentence, six question, 6 câu hỏi này thì có một câu hỏi đầu là ví dụ thôi, còn lại 5 câu thì chúng ta đã làm. Vậy chúng ta check lại coi sao khi mà cái đáp án của thầy có trùng khớp với mình hay không nha. Rồi sau đó chúng ta đọc lại câu chuyện một vài lần để mà tìm hiểu đi thuộc luôn câu chuyện này. Rồi ok. Rồi next, bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp theo cái phần bài tập về nhà để chúng ta thực hành. Trong bài tập về nhà thì chúng ta sẽ làm một số nhiệm vụ như sau. Đây, thầy sẽ hướng dẫn sơ và chúng ta tự làm ở nhà nha. Hey, now, look and write. Trong phần look and write đây là gì? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái từ vựng mà thầy đã dạy trong lesson 5. Trong lesson 5 có 5 từ vựng. Đây, tương ứng với 5 bức tranh này. Vậy chúng ta xem đây. Number 1, after. Nghĩa là number 1 có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5. 5 box là 5 cái hộp. Và trong cái năm cái hộp này chúng ta phải điền các ký tự vào. Thì ký tự trong năm hộp này chính là từ after. Ở đây là cái hình chúng ta vừa nhìn qua cái hình. Đây, như là hình. Thì hình này chính nghĩa là number one là after. Thì từ after sẽ phù hợp với cái các ô này. Tương tự như vậy, number 2, 3, 4, and 5 thì chúng ta dựa vào những cái picture mà chúng ta làm hoàn thành nha. Ok. Ok, next. And number 2, read the basic. Basic là cách đoạn văn.
fill the correct circle. Điền vào, chúng ta điền vào những cái vòng tròn đúng. Là tô vòng tròn á, chúng ta vào vòng tròn đúng. Làm bài này làm gì nào? Thì giống như cái bài test mà chúng ta vừa thực hành là lesson 5. Chúng ta đọc tất cả các câu hỏi và chúng ta đi tìm thông tin để check vào. Thì đó với gọi là bài tập này, người ta gọi là bài tập đọc hiểu. Thì đề đã từng hướng dẫn cho các con là khi làm bài tập này để mà nhanh á, thì chúng ta khoan đọc cái bài phía trên. Chúng ta nhiệm vụ là đi xuống dưới, chúng ta đọc từng câu hỏi một, đi tìm kiếm coi người ta hỏi cái gì, rồi mình trở lên mình coi tìm thông tin và check cho nó lẹ. Được không? Ví dụ, number one, what is the reading about? The reading about là đọc về cái gì? Ở đây có play in the in town, là một cái nơi ở thị xã. Play people go in there free time, cái nơi mà người ta đi đến đó vào giờ rảnh rỗi. Play to meet people, play để mọi người gặp nhau, gỡ nhau, là cái nơi để mọi người gặp gỡ nhau. Thì ở đây mình sẽ đọc nè, play people go in there, mình sẽ tìm ở đây ba cái phần này là mình đã nắm rồi ha, A, B và C mình lên mới tìm. Thì ở đây người ta mình chọn là đáp án B. Vì mình tìm tại sao người ta chọn đáp án B nha. Đây, ở đây có từ read time. Thì bên đây thấy cái chữ read time không nè. Đây, read time. Đây là read time. Vậy là từ này làm gì? People can go in there read time. Người ta đến đó để mà vào giờ rảnh rỗi, mà đi đến đó vào giờ rảnh rỗi. Như vậy nó trùng khớp với câu. Câu B như vậy chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta tô vào cái ô này. Ok. Tương tự là number 2, 3, 4 thì chúng ta cũng làm vậy. Number 2, which activity is good for people who? Activity có nghĩa là hành động. Hành động nào thì tốt cho con người? Giống trong chuyện. Những cái hoạt động nào thì giống cho là tốt cho con người? Cái nhân vật ở trong chuyện giống như câu chuyện. A, going to the swimming pool, đi hồ bơi, sing là hát. Going to the movie theater, đi đến rạp chiếu phim. Thì các con phải tìm hiểu thông tin phía trên để mà trả lời cho câu này ha. Nhớ là tìm những cái từ mà liên quan với các từ trong ba đáp án này. Number 3, which activity is good to do with friends? Hoạt động nào thì tốt đối với bạn? A, going to the concert, going to sing, going to cafe. Rồi, tương tự như vậy chúng ta tìm thông tin phía trên nha. Number 4, which activity are good for doing exercise? Hoạt động nào, những hoạt động nào thì tốt cho việc tập thể dục? Doing exercise là tập thể dục. A, going to the movie or seeing a play. Going to the swimming pool and the playground. Going to a concert. Đối với cái câu hỏi này, chúng ta sẽ đọc nghe qua, chúng ta hiểu được câu hỏi và chúng ta có thể tự chọn đáp án được, không cần phải đọc phía trên. Ok? Do exercise là liên quan đến tập thể dục, thì chúng ta xem những hoạt động nào liên quan đến tập thể dục. Đã chết là đúng. Ok. Rồi, các con sẽ cố gắng làm phần bài tập này.